Xin chào các bạn. Đây là một buổi trưa sương mù dày đặc ở sân bay Cát Bi của Hải Phòng. Và mình đang chờ để ghi hình pha cất cánh của một chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines. Máy bay thì đang chạy taxi trên đường băng để ra đầu đường băng 07 cất cánh. Tuy nhiên sương mù dày quá nên mới chỉ nhìn thấy rõ hai đèn trên càng bánh trước của máy bay. Sân bay thì đã bật tất cả các hệ thống đèn của đường băng để hỗ trợ phi công. Ở góc này thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất là hệ thống đèn runway H19, hệ thống đèn chiếu sáng cạnh đường băng. Chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines thì đã chạy tới gần đầu đường băng 07, là đầu đường băng gần với vị trí mà mình đứng, mà chúng ta vẫn chưa nhìn rõ được hình dáng của máy bay. Quả là sương mù rất dày phải không các bạn? Có thể thấy có 3 con chim đậu trên đường băng vừa bay lên khi máy bay chạy tới gần đầu đường băng. Mấy con chim này có kích thước khá lớn, có lẽ là loại cò hay là diệc gì đó. Sân bay Cát Bi ở gần biển, lại gần đê sông Lạch Tray, có rất nhiều bãi bồi nên có khá nhiều chim. Có thể thấy mấy con chim này không hề sợ hãi tiếng động cơ của máy bay mà vẫn tiếp tục bay ngang qua đầu máy bay. Như vậy là chắc địa bàn sinh sống của chúng là ngay trong sân bay rồi, nên đã quá quen với tiếng động cơ của máy bay. Đó, chúng tiếp tục bay qua bay lại. Nếu những con chim này mà bay quá gần động cơ thì chúng sẽ bị lực hút kéo vào, và khi ấy thì hậu quả kinh tế sẽ khá lớn. Ít nhất là chuyến bay sẽ phải dừng lại để kiểm tra. Chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines đang tiếp tục quay đầu để tiến vào điểm dừng chờ lệnh cất cánh ở đầu đường băng 07, sân bay Cát Bi. Các đợt cao điểm về vận chuyển hàng không như đợt Tết 2024 này thì mới gặp được các tàu bay lớn của Vietnam Airlines ở các sân bay địa phương như sân bay Cát Bi. Mặc dù sân bay này cũng được định danh là một sân bay quốc tế, rất may là lúc này khi máy bay đang tiến vào đường băng cất cánh thì lũ chim đã bay mất. Lúc chiếc máy bay tăng công suất động cơ để cất cánh là lúc lực hút kéo vào động cơ lớn nhất. Và bây giờ sẽ là pha chạy đà cất cánh của chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines ở sân bay quốc tế Cát Bi. Chiếc máy bay đã rời khỏi mặt đường băng và gần như chìm trong sương mù dày đặc. Chúng ta không thể nhìn thấy được nữa. Còn đây là góc quay pha cất cánh của chiếc Boeing 787 thẳng hướng với đường băng của sân bay Cát Bi. Ở góc này thì chúng ta có thể nhìn rõ đúng là 3 con chim đang đậu trên đường băng trước khi bay lên do tiếng động cơ của máy bay.
Tuy nhiên chúng không bay đi xa mà vẫn tiếp tục bay lượn lờ ở đầu đường băng 07. Có lẽ tổ của chúng cũng ở gần đây. Ở góc này thì có thể thấy con chim bay ngang qua hai động cơ của máy bay. Rất may là khoảng cách còn khá xa. Đây là góc nhìn trực diện pha chạy đà cất cánh của chiếc Boeing 787. Ở góc này thì máy bay cũng gần như chìm trong màn sương dày đặc sau khi bay lên khỏi đường băng. Và đây thêm một pha cất cánh của một chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Vietjet Air. Lúc này thì sân bay đã bật thêm nhiều hệ thống đèn, trông rất rực rỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.